Lê Thu Hân, 28 tuổi, mắc ung thư cơ vân, sarcoma mô mềm dạng hốc, loại bệnh hiếm gặp, giai đoạn 4 với tiên liệu sống không quá 3 tháng. Hân sau khi hóa trị được vài tháng, tóc đã mọc lại bằng ý chí. Hân chiến thắng thần chết để mỗi ngày chia sẻ câu chuyện chăm sóc sức khỏe đầy tích cực đến mọi người qua mạng xã hội. Thần chết gõ cửa tháng 11 năm 2016, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Huế với tấm bằng loại giỏi, cô gái trẻ quê Bình Sơn, Quảng Ngãi vào học việc ở bệnh viện BV Sản Nhi Quảng Ngãi theo dạng thu hút nhân tài. Niềm vui lớn chưa trọn vẹn thì một ngày, Hân sờ tay lên đùi phải cảm thấy có cục gì đó. Khi Hân ra Đà Nẵng khám, bác sĩ chẩn đoán là u máu lành tính và quyết định mổ. Khối u sau mổ được đem đi xét nghiệm. 3 tuần sau, kết quả khiến Hân chết đứng, ung thư cơ vân nghi giai đoạn 4. Là một bác sĩ, Hân biết cơ hội sống mù mịt, nước mắt cô rơi lã chã và tuyệt vọng, thế là hết. Hân tự làm món ăn cho mình từ rau sạch. Nữ bác sĩ trẻ luôn giữ nụ cười tươi tắn trong những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật. Ông Lê Hồng Hà, 60 tuổi, ba Hân, mắc bệnh xơ gan từ mổ mấy năm trước. Khi nghe tin con gái bị bệnh ung thư, ông rụng rời nhưng vẫn quyết cùng con khăn gói vào thành phố Hồ Chí Minh tìm đường chạy chữa. Vào BV Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, vì thân hình nhỏ bé nên cô gái được sắp xếp ở chung phòng điều trị với các bệnh nhi. Rồi Hân được đưa đi chụp chiếu, làm xét nghiệm. Một lần nữa, kết quả khiến hai cha con chết lặng, ung thư giai đoạn 4, di căn lên phổi. Các bác sĩ tiên liệu Hân không còn sống nổi quá 3 tháng. Không từ bỏ hy vọng, ông Hà lặn lội tìm 7 bác sĩ chuyên khoa có tiếng tăm điều trị ung thư để xin lời khuyên. Sau tất cả, ông chỉ nhận lại những cái lắc đầu, không chữa được. Về nhà nhưng không chờ chết, Hân quyết định hóa trị. Mỗi lần hóa trị trở về nhìn vào gương, thấy mái tóc đen mượt dần ngả màu, rụng khiến Hân ám ảnh, tự ti. Hân xanh xao và gầy yếu, sút gần 10kg. Ngủ dậy, Hân không thể mở mắt vì hai mí mắt dính chặt vào đau, rát, chảy nước mắt. Ăn không được vì nướu răng xương phồng, chảy máu, răng cũng đau và buốt. Hân biết cơ thể mình yếu không đáp ứng với hóa trị nên đầu tháng 3 năm 2017, cô quyết về nhà tự chữa bệnh. Hân lao vào Internet, hỏi bất cứ ai có thể hỏi, tham gia các hội nhóm, đọc ngấu nghiến các tài liệu. Hân bắt đầu uống nước ép dao. Lê Thu Hân thay đổi, gia đình cũng thay đổi vì con gái. Họ học cách ươm, trồng có lúa mì, cách làm rau, làm trà kombucha, nấm thủy sâm, tỉ mẩn. Lần đầu tôi gặp Hân vào năm 2018, với vẻ ngoài gầy guộc, nước da vàng ủng, trong túi có tới mấy chai nước ép rau. Hân làm nhờ đọc được trên Internet. Cùng thời điểm đó, Hân tự xúc ruột 2 lần ngày, thụt tháo đại tràng, tìm cách bổ sung lợi khuẩn. Ngoài ăn uống, Hân luôn kèm với tập thể dục. Hân mua ngay dụng cụ tập thể thao giúp lưu thông bạch huyết. Dù đi đâu, cô gái cũng xách theo bộ dây tập ngũ sắc nhỏ gọn để tập và tập. Cuối 2019, Hân sang Singapore tìm hiểu các khóa học thay đổi bản thân và các tư thế vận động giúp cô có thể đi đứng dễ dàng hơn. Khi thấy ảnh đại diện Facebook của các bạn cùng phòng bệnh ngày trước chuyển sang màu đen, họ qua đời, Hân khóc, nhưng khi tuyệt vọng nhất, Hân càng quyết tâm hơn. Căn bệnh ung thư giúp cô học được đức tính kiên nhẫn. Hân đã mạnh mẽ vượt qua những ngày ủ rột của đời mình. Trên Facebook cá nhân của Hân, nhiều bạn bè không ngớt lời khen, nể phục, ngưỡng mộ trước tinh thần chiến đấu ngoan cường trước bệnh tật của cô. Tâm nguyện của Hân trước khi mắc bệnh là lấy chồng và sinh con. Nhưng giờ Hân muốn hoàn thiện bản thân hơn nữa, cho đến một ngày cảm thấy đạt yêu cầu, để có thể nuôi nấng chăm sóc nhiều em nhỏ mồ côi. Tơ nhỡ, cuộc sống của Hân hiện giờ là tự chăm sóc sức khỏe, viết lách và đi đó đây. Sau một hành trình vượt cửa tử, từ thời hạn sống 3 tháng được tiên liệu, Lê Thu Hân đã thay đổi rõ rệt. Sống hòa bình với ung thư, từ một cô gái gầy gò da vàng như nghệ, đến nay Hân đã có thể tự đi lại và nụ cười luôn nở trên môi. Hân vẫn đang miệt mài với hành trình của mình để sống và trao đi. Ha ha ha, 问什么的说呵。